Thiên ơi, đây là giây phút thần tiên anh đến về bên kia miền quá cò. Có trăm dài cô đơn, gió ngàn nước nở, và có nỗi sầu thương dời dời nhớ thương về. Xin cho em đừng hờn trách ngay. Đôi kim tôi có con thi nồng cháy con số 77. Quay gì quay hoài vậy? Đập đổ mồ hôi cha, đổ mồ hôi mẹ, đi theo quay hoài. Cho miếng nhạc chị ơi. Hello các bạn, hiện giờ chúng mình đang tập một cái đoạn khai từ. Mình xin chị Mến là tập dễ thôi, nhưng mà chị Mến nói là tập dễ sẽ có người thế. Cho nên các bạn phải tập khó lên, không ai thế các bạn được. Mày tưởng có một mình mày là không khó sống hả? 100 thằng cặp với tao thì nó cũng đá tao 100 lần. Vậy thì tao cũng sẽ nhảy lầu 100 lần như mày hay sao? Tao với mày đi chết. Để mày chết. Đúng. Trời ơi, gì là tao? Trời ơi! Ba ơi! Bây giờ con đã biết BD là ba. Cô giáo cho em hỏi là cái bông này là cái bông gì vậy? Mà sao mấy bạn của em người thì nói kích lợn, người thì nói thú thịt vậy cô giáo? Trời ơi! Không có phải. Đây á là một loài hoa rất là đơn sơ và mộc mạc, thường mọc ở ven đường. Người ta còn gọi là bông sao nhái. Bông sao nhái? Đúng rồi đó các con. Trời ơi, ông trời ạ. Con đẹp lòng lòng như vậy mà sao ông trời không ban cho con một thằng nó rước con, mà đem rước ngay một cái con mà dịch cổ lùng là như thế nào? Ông trời ơi, bất công quá mà. Bất công quá mà ông trời ơi. Bông hồng vàng tượng trưng cho sự tình yêu khốn nạn. Khi anh yêu ai đó mà anh không có về nhà anh soạt nó, mà anh ra đường anh soạt khi anh nói hình. Nói gì vậy trời? Mày đừng có lấy vải thưa mày che mắt xanh, đừng lấy gái má xanh mày làm bức bình không. Bóng từ bên trong mày đặt gồng lên làm đàn ông hứa thiệt. Bóng la bóng liệt mày đặt gân gân lên tốt. Tháo nẹp nói chuyện với tao mày. Xin lỗi bà chị, nẹp tôi tự nẹp vô thì tôi tự tháo ra được nha bà chị. Quỳ xuống. Sao bên này mắc quỳ nữa? Tao thích. Nè, mày bóng từ trong nhà mày bóng ra, mày bóng từ sân ga bóng tới cửa khẩu, bóng từ hồi lậu bóng tới hôm nay, bóng từ lai rai bóng qua đậm đặc, bóng từ Hà Nội bóng tới. Chị sẽ diễn ra đi. Nhưng mà hát tôi không biết gì. Ôi trời ơi. Lâu lên thấy giọng em hay hơn. Mà vấn đề là hát trầm quá à. Em sẽ cầm em lên. Em biết lớn tao hát lên tao đi hát trầm. Em sẽ cầm lên chuyện đó. Mà tình yêu phải hát cái tông đó. Em sẽ cầm lên chuyện đó. Vậy sao không ra tầm tông sơ. Còn ba cả. Rồi, tiếng nào này lên tiếng nào. Đã đời xong rồi mình lá lên thôi. Bây giờ mình gặp đá rồi đúng không? Cao đèn, khốn nạn quá. Là không được có đàn ông trong nhà. Thôi cô như vậy nha. Ngại dễ thương á. Sao vậy? Dạ. Bây giờ cũng về đây.
Em nắm tay nó, em dò tay nó, em xiết tay nó được, miễn là sao em cảm thấy được là nó cảm cái luồng điện của em qua được người nó luôn. Bà hả? Bà bước tới, bà đạp xuống, bà đá đơn. Trời ơi, buông ra, buông ra. Ôi đó, hai đứa buông ra, chạy tới đây. Tôi mới chạy tới đây. Đó, rồi dây xem ngủ, dây xem ngủ, nó luôn, rồi dây lại. Đánh đi, cuối cùng bà vẫn quay về và cứ hiếp nó. Chị thấy sao chị thấy được? Giờ này còn giỡn hả? Giỡn hả? Bê chào mèo bé nhỏ của anh. Buông ra đi. Con búp bê chào mèo. Con lấy chết chào mẫu là được rồi. Nó chào mẫu chết rồi. Tao sẽ thua mày. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu? Bằng chứng đây. Anh nè. Bằng chứng đây. Tôi đã gọi công an và gửi đầu clip tôi dừng đây. Xin giới thiệu quý vị, đây là diễn viên đa tài nhất vở kịch này. Có tâm nhất luôn. Có tâm. Cái mặt thật thật diễn rồi trong kiểu vui em Lý Kim Dung. Thưa quý vị, cùng đến với sân khấu Rubik số 45 Hoàng Diệu vào ngày 9 tháng 12 để đón xem vở kịch Một Nửa Cầu Vồng. Đó là cái lý do vì sao không bị cha mẹ anh chào má mới chết.